Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai ha, gồm có mai xù, phôi mai đẹp đẹp không nghe cô chú anh chị. Năm mới cũng chúc cô chú anh chị mình vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào ha. Rồi, cây mã số đầu tiên là 53, cây mai xù nghe anh chị. Đây nó xù chảy chị coi nè, đây nè, nó chảy nè. Ha, cây này là thường mô nghe anh chị, sống khỏe nè, đắt nhóc chơi nè ha. Cây nè. Đó, lá ùm tùm luôn ha. Cây này thì nè, chị coi xù nè. Cây này là hoành của nó, chỗ này là em đo chỗ này là 39 hoành nè anh chị. Còn nguyên cái củ trên nó bự dữ nữa nha. Củ lên chỗ này là 51 hoành. Đó, củ chỗ này 51 nè. Đó, chị coi xù chảy nè. Cái này thì nó có dở cái một cái khe này nha anh chị, nhưng mà nó kéo nè. Đó. Đường kính bầu của nó là 55. Chiều cao cái này tới cái ngọn là 1m12. Nè, chị coi xù trên này nó chảy xuống dài dài xuống này ha. Nè. Đó, nè. Quá trời cái miếng xù bên đây nè nghe anh chị. Ha, lá còn xanh tươi nghe anh chị. Cái này là em mới bứng về chạy xe Honda vậy đó anh chị. Nên nó hơi hấp hấp chút xíu ha. Hấp gió chút xíu rồi. Cây đồ ok lắm ha. Nè, mới bứng dưới đất lên luôn nghe anh chị. Quá trời cái cục luôn nè. Đó, anh chị nào không thích đụng mà tán mẹ cái cục ngang đây nè anh chị. Đó, chơi cục tù lư. Đó. Hết biết cái cục xù này nghe anh chị. Cực kỳ quái nha. Cây mã số là 53. Cái này nó có rảnh chỗ này nha, em quay lại cho anh chị coi nè, nó còn khúc chỗ này thôi ha, nó kéo bung bít rồi nè. Còn khúc chỗ này thôi, khúc chỗ này cỡ 3 lóng tay à, từ đây cỡ 3 lóng tay nè. Đó, cỡ 10 giờ cần gần 10 cm thôi. À chứ clip hết trơn nè. Chị thấy không, clip nè. Nó kéo clip lại nè. Chừng nữa mày này nè, nó clip lại luôn ha anh chị. Cây rất ok ha, để đấm nè. Quay kỹ cây này cao cao tiền em quay kỹ cho cô chú anh chị xem ha. Giá cực kỳ mềm luôn. Nói chung là em mua mềm bán mềm cho anh chị à. Chị yên tâm ha. Em bán là rẻ, giá bao rẻ luôn ha. Rồi, cây mã số là 53 nghe cô chú anh chị. Rồi, cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu rưỡi nha. Em bao ship tặng nhà luôn. 5 triệu rưỡi em bao ship. Cây cực kỳ đẹp nha. Rồi, tiếp theo, cây mã số là 54 nghe cô chú anh chị. Đó. Quá khứ cái cây này luôn. Nè, mọc này nãy em chở xe em đa về nó bị hấp nắng nha anh chị. Chứ cây ok lắm nha. Quá trời luôn. Khủng cây này khủng nha anh chị. Cây này bự lắm nha. Ôi, ôi. Rồi, cây này em đo hoành chỗ đây là được 50 hoành. Nè, 50 hoành nha anh chị. Đó, chỗ này dưới này là 50 hoành. Chiều cao tới cái đọt này á, là được 90. Đường kính bầu. Cây dưới này không có lỗi lầm chứ nha anh chị. Lỗi là cây này mã đường kính bầu là 47 nha anh chị. Mã số cây này là 54. Đó, cây này trên này 3 nhánh nha. Trong này không có lỗi lầm gì vô nghe luôn nha anh chị. Ha. Này 3 nhánh ngày xưa đâm lên thôi ha. Cây khủng nha. Rồi cây mã số là 54. Đó, còn 50 hoành nha anh chị. Rồi cái này để chị cô chú anh chị mình là 2 triệu 9 nha. Em bao ship tặng nhà luôn, 2 triệu 900 ngàn. Cái mã số 54. Rồi tiếp theo, mã số 55 nha cô chú anh chị. Quá khứ cây này luôn anh chị ơi. Nè, bệ quá trời cái bệ luôn nha. Rồi, tôi hoành ra. Rồi, cái này hoành là 30 hoành nha anh chị. 30 hoành. Hết biết quỳ đế. Rồi, chiều cao cây này là bên đây là 79. Đường kính bầu cây này là 39 nha anh chị. Đó. Hết biết nó bự nha. Cây mã số 55. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1 triệu rưỡi anh chị ơi, bao ship tặng nhà. Mã số là 55 nha anh chị. 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi, tiếp theo lũ giáo hạt Thủ Đức luôn nghe chị, mấy mai tàn ha. Đó, bông từ 5 tới 12 cánh đang nhú trời lên nè. Nè em tỉa tàn lại đó. Cây mã số 56 anh chị, cây rất là đẹp luôn. Rồi, đổ hoành đi anh. Rồi, cây này là 22 hoành nha cô chú anh chị, 22 hoành. À, đường kính bầu 40. Chiều cao là 1m32. Đó, cây rất là đẹp ha. Cây mã số 56 nha cô chú anh chị.
Rồi cây này thì giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi để 1,2 triệu anh chị ơi, bao ship tặng nhà 1,2 triệu. Tiếp theo mã số 57 anh chị, chậu hạt của Đức nha. Cây đâm chồi sống khỏe hết à. Mấy cây này thường sống khỏe thường chậu nghe, mới nhổ chậu ra nha anh chị. Cái bầu đất này là bầu đất trong cái chậu nha. Quá trời luôn, rồi hoành luôn anh ơi. Rồi cây này 23 hoành nha anh chị, 23 hoành. Đường kính bầu của nó là 37. Chiều cao cái này 1,5 m nha anh chị. Đúng 1,5 m luôn á. Quá khứ cái tàn đẹp luôn rồi. Rồi mã số là 57. Rồi cây này giao lưu anh chị 1,2 triệu luôn nha anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Hai mấy hoành nha, đâm chồi sống khỏe luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 58 nha chú anh chị. Quá khứ cây này tàn lực nha. Cốt cành chị coi nè. Quá khứ cốt cành luôn. Cành luôn nha. Đang nhú trời lại rất là nhiều luôn ha. Rồi đâu hoành đi. Này em đo sát cổ đế luôn nha anh chị. Rồi sát cổ đế thử nha. Sát cổ đế của nó là 40 hoành nha anh chị. Sát cổ đế 40 hoành. Rồi đo trên đây nha. Sát cổ đế là 40 hoành. Ở trên cái eo là 27 hoành. Em đo hai vị trí cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi đường kính bầu là 43. Chiều cao cây này gần 1,5 m lên chị ơi. 1,5 m. Cây mã số là 58 nha cô chú anh chị. Cây này lực với lắm lực luôn nè. Đó, quá đẹp cây này luôn. Rồi cây này 1,9 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. 1,9 triệu. Tiếp theo cây mã số 59 nha anh chị. Cũng dảo nha. Đó, cây này người ta trồng trên mô. Nè, nhìn cô chú anh chị nhìn coi bộ đế nè. Quá trời bộ đế luôn ha. Chưa xử lý hết luôn ha. Nè, em chừa cốt cành ta chi về anh chị muốn ghép thì ghép hoặc là chơi ghim ha. Bông của nó cũng từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Mã số 59. Bệ đế quá đẹp luôn rồi. Đó. Rồi, nấu hoành anh. Để giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị về mình chơi luôn. Hoành cây này là 17 hoành nha anh chị. Đường kính bầu. Là rồi dưới này nó bự dữ nữa nha anh chị. Cũ dưới này bự lắm. Đường kính bầu là 32. Chiều cao. Chiều cao cây này là 62. Mã số 59. Quả khứ cái cũ luôn anh chị ơi. À, rồi cái này em để ghẻ của chú anh chị mình là 600 ngàn anh chị, bao ship tặng nhà. Mã số 59 nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 60 nha của chú anh chị. Đó, cây cũ đế quá trời cũ đế luôn. Quay sơ cái đó, anh chị nhìn cái cũ đế kìa, thấy ham luôn ha con chị. Mã số 60. Này không lòn được cũ đế, không được lòn vô đây nha anh chị. Lòn vô đây mà đo cũ này một cái em nó thiệt ba mấy hoành đó. Này đo cái eo thôi. Này em đo cái eo thôi nha anh chị, chứ mà cái eo của nó là 22,5 nha, gần 23 hoành. Mình đo cũ đế này em ghi ba mấy hoành luôn anh chị. Đường kính bầu của cây này là 35 nha. Hết biết cái cũ nè. Nè, anh chị mà đo cái cũ chỗ này cái hết biết nó to luôn. Anh đo vòng chỗ này thử anh thôi. Anh đo vòng nguyên cũ trên này kìa, không? Đo vòng ở đây thử kìa. Hào hào cái cũ nha anh chị, em hào hào chơi nha. Mà là hoành 59 nha. Hào hào nó ha thôi ha. Cho anh chị tưởng tượng ra cái cây như thế nào nha, lực cây lắm nha. Chiều cao cây này 62 luôn anh chị ơi. Mã số 60. Quá khứ cái cũ rồi. Rồi cũ này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu nha, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 60. Cúc cành có dư dây sẵn nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 61. Quá khứ rồi. Quá trời cũ luôn. Này hoành 18 nha anh chị. Đường kính bầu là 38. Chiều cao cây này là 57. Mã số 61. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 450 thôi. Để ghẻ luôn anh chị, bao ship tặng nhà luôn. 450 ngàn. Rồi tiếp theo cây mã số 62 nha cô chú anh chị. Đó, nè. Cốt cành quá trời luôn nè. Cái này chi tay nó có bẻ sơ ha. Rồi hoành cây này là 26 hoành, 26,5 đó. Chiều cao của cây này là chiều cao cây này bên đây quên, 88 anh chị. 88. Đường kính bầu 37 luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn ha. Cây này ta có vô nước dây đó anh chị. Mã số 62. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn nha, bao ship tặng nhà luôn. 900. Rồi tiếp theo cây mã số 63 của chú anh chị. Cây này cốt cành đẹp quá trời đẹp luôn nè anh chị ha.
Đó, này nữa em ốp giấy em bó lại nghe chị. Cụ đế nè. Mã số là 63. Vành cái cũ của nó là 24 nghe chị. Đường kính bầu của cây này là 35. Chiều cao của cây này là 65. Mã số 63. Cây này đẹp nghe chị. Thấy gì cây này đẹp lắm ha. Cây này về vô cái chậu là bao đẹp luôn á. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 ha, bao ship tặng nhà luôn, mã số 63. Rồi, tiếp theo mã số 64 nha cô chú anh chị. Cây này đế quá trời đế luôn anh chị. Chà bá luôn. Quá đế luôn. Rồi, nó hoành nha. Hoành như nè. Hoành 20 nha anh chị. Cúc cành cũng có nha anh chị. Đường kính bầu của nó là 33. Chiều cao cây này là 45. Mã số 64 nha anh chị. Rồi, cây này giao lưu anh chị mình là 600 ngàn nha, bao ship tặng nhà. Mã số 64, 600 ngàn bao ship luôn. Rồi, tiếp theo cũng là cây mai túi quý luôn nha anh chị. Cây này cũng khá khủng và khá to ha. Nè, chị coi cây đâm chồi trơn ha. Cốt cạnh nó trơn nè. Mới cắt lại đó. Cây mã số 21. Cây này bề đế cũng dữ lắm nè. Hết biết cụ đế nè chị. Rồi đôi sát hoành chỗ đây nè. Hoành của nó là 29 hoành. Chiều cao 1m45 anh chị ơi. Tới ngọn luôn là 1m50 đó. Đường kính bầu của cây này là 41 nha anh chị. Chị coi nha. Cây cốt cạnh đóng từ dưới trên rất là đều luôn. Cụ đế chà bá luôn ha. Mai túi quý nha anh chị. Rồi mã số 21, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 2 ha. Bao ship tặng nhà luôn, 2 triệu 200 ngàn. Phô mai túi quý nha anh chị. Mã số 21. Rồi tiếp theo, mã số là 23. Này cái mai vườn nha anh chị. Mai vườn 5 cánh nha. Này mai vườn. Cây nè, quá trời cụ đế luôn. Cây này cũng là 26 rưỡi hoành nha anh chị, gần 27 hoành. Cụ đế bự lắm ha. Cây này chiều cao lên tới đây luôn đi là 93. Đường kính bầu rồi. Đường kính bầu cây này là 45 nha anh chị. Mã số 23, cây mai vườn nha. Cây cũng khá là khủng đó anh chị ơi. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 750 anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn, mã số 23. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo
là một lưỡi như thế này là 80 ngàn rồi chú anh chị. Giả bộ như cô chú chị ở nhà có cái cưa này rồi, nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80 ngàn em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. À, rất là dày nghe cô chú anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha. 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha. Sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha. Cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây. Đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây. Em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại. Tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nghe anh chị. Nè. Đó. Đảm bảo với anh chị. Hàng rất là sắc bén. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180 ngàn một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại.
cặp xéo và cặp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý chị. Cặp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.